Xin chào mấy anh chị đến với kênh Ve Chai Miền Tây. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 2024. Ve Chai Miền Tây tiếp tục giao lưu một số mã đồ xưa. Số điện thoại chốt đơn của kênh Ve Chai Miền Tây vẫn là số 0948851135. Đơn 500.000 em sẽ bao ship, đơn dưới 500.000 là em không bao ship nha mấy anh chị. Đặc biệt khách hàng mới là cọc 200.000 em mới cho hàng đi. Còn đối với những khách hàng mới mà đơn chưa đủ thì cọc em mới giữ hàng lại nha mấy anh chị. Đầu tiên, mã số 1, em xin giao lưu một cái thố lái thiêu. Ủa, nó là lái thiêu sao? Đây, một cái thố lái thiêu màu Hù Dung chỉ em anh chị. Những cái thố này lâu lắm rồi không có xuất hiện ở kênh em. Nhưng mà cái này em cũng chỉ bán cho mấy anh chị đời co thôi. Chiều cao của nó là 17cm, đường kính miệng của nó cũng 10. Đường kính miệng của nó gần 17.5, nó khoảng 17.4 nha. Cầm thân nhìn nha. Em quay tình trạng nha, em bán đề co cho mấy anh chị. Những cái thố này mấy anh chị biết, nếu mà nó nằm vào cái thời điểm cao độ điểm mà nó lành đó là cũng phải 4 triệu mấy, 5 triệu một cái á. Đây, còn cái này chiên chỉ. Cái này á, nó có tóc nghe, người ta có sơn lại nghe mấy anh chị. Nó có tóc. Nó có tóc trên cái nắp mấy chỗ luôn mấy anh chị ơi. Nó có dặm sơn lại. Đó, nó có dặm sơn lại phần trên nắp ha. Cái núm nắp này cũng có sữa, núm nắp này cũng có sữa nha mấy anh chị. Đây tới cái thân mà màu sắc còn cực kỳ đẹp. Màu này là màu zin nha, màu bông là màu zin, màu của con này cũng là màu zin hết nha mấy anh chị. Tình trạng cái thân, mấy anh chị thấy cái tóc chỗ này một miếng nè ha. Nè, bên trong này nè, bên ngoài này một miếng nữa nè. Cái chân này nè mấy anh chị, cái chân này có đường tóc xuống vậy nè, có dặm sơn lại ha. Cái này bán cho bên chị đời co thôi. Em giao lưu cái thố Phù Dung chim chỉ này với giá là 950.000 thôi mấy anh chị. Đẹp như lắm luôn mà uổng quá chủ. Cái này là rất là mắc luôn á, mà cái giá thì mình để đời co thôi. Thấy mấy anh chị, 950.000 cho mã số 1. Tiếp theo mã số 2, em lên 3 cái dĩa lái thiêu màu, đường kính lớn nha. Dĩa này dĩa chân trái cây nha mấy anh chị. Đường kính là 26cm, đường kính là 26 cm nha. Dĩa này là dĩa chân trái cây. Đây, ba cái bông, hai bông là rất là đẹp ha. Đây là cái thứ ba. Ba cái dĩa này lành, em giao lưu với giá là 300 cho mã số 2. Theo mã số 3, em lên một cái cối gỗ quá chịu. Cái cối này nặng dữ ta, mấy ký à. Cái cối này bằng cây mấy chị ơi, mà gỗ gì em không biết nha, nhưng mà đồ xưa. Chiều cao của nó là 15.5, đường kính của nó là 19.5. Cối này thuộc cối lớn nha mấy anh chị, cái cối chà bá luôn, gỗ xưa nha. Đây, có những anh chị rất là thích sưu tầm về cối. Em giao lưu cái cối gỗ này với giá là 350.000. 350.000, ơ đưa quạt kéo xích lên được quá. 350.000 cho mã số 3. Mã số 4 em lên một cái tô cô tô thành xích bích. Đây, một cái tô cô tô thành xích bích bự chà bá bự luôn mấy chị ơi. Đường kính của nó là 18cm. Cái tô này đường kính là 18cm. Đây, sao nó có bài thơ luôn. Nó có tình trạng nè mấy chị thấy không. Nó có vảy chỗ này một miếng, nó có tóc đây, tóc đây. Như tóc bên đây nữa ha. Nó không có sữa gì hết thấy mấy chị, nó không có sữa gì hết nha. Thì nó có vảy chỗ này thì người ta có sữa hay chăng cái này nè. Nó còn ngoài ra là không có dặm sơn gì hết. Em giao lưu cái tô cô tô thành này dưới giá là 1.500.000. Cái tô cô tô thành xích bích giá là 1.500.000 cho mã số 4. Tiếp theo mã số 5, em lên một cái nậm sơn thủy tàu. Nậm này bầu bự quá trời luôn nè mấy anh chị. Cái nậm sơn thủy tàu bầu rất là to. Chiều cao là 17, chiều cao tới là 17cm. Ơi cầm đo dòng bụng thử coi. À, thấy cái này nó to quá. Khoảng 28. Cái dòng bụng của nó khoảng 28 lần đó mấy anh chị, rất là bự luôn, to đùng luôn. Nhưng mà tình trạng ở trên nè mấy anh chị thấy không? Ở trên đây là có sữa là một miếng ở trên cái miệng trên đây thấy mấy anh chị. Nó không phải là đứt hết luôn, nó cũng còn một miếng cốt của nó, nhưng mà người ta sửa lại cho nó đẹp luôn á, là bị một phần trên đây nè ha. Em cho luôn cái nậm, cái nậm sơn thủy tàu này dưới giá là 1.500.000. 1.500.000 cho mã số 5. Theo mã số 6, lên hai cái tô rồng vắt. Đây, hai cái tô lông vắt hôm nay cũng rất là đẹp. Nhưng mà hàng này là tô lông vắt, là hàng là cốt đó, là cốt đất.
chứ không phải giống như mà mấy cái cốt sứ mẹ bán cho mấy anh chị là 1-2 triệu một cái ha, cái này là cốt đất nha mấy anh chị, nhưng mà nó vẽ nè rất là đẹp luôn, cái này mà nó bọc sứ một cái là tới tiền cái này luôn mấy anh chị. Đường kính của nó là 16 cm, đường kính là 16, cái này cực kỳ đẹp, nó có tóc một đường chỗ này nè ha. Hàng này là mấy trăm năm hết rồi mấy anh chị ơi, tình trạng còn như gì là rất là đẹp rồi, nó không có mẻ gì cơ, tóc ít hơn, còn cái này nó lành hết luôn. Hàng này là chuẩn cổ trên 200 năm nha. Em cho luôn hai cái tô lông vất này dưới giá là 300 ngàn cho mã số 6. Mã số 7 em lên một cái ấm con gà Sài Gòn cực kỳ đẹp luôn. Đó, cắm con gà Sài Gòn mấy anh chị ơi, con gà vẽ nè. Màu xanh nè, bông hồng trong bông hồng. Đó, rất là đẹp. Nắp này nắp zin của nó luôn nha, cái nắp không là tới tiền rồi. Để em đo chiều cao. Chiều cao của nó là 12 cm, chiều cao là 12 cm. Ở trên đây nó có hai con bướm luôn nè mấy anh chị, nó có hai con bướm. Tình trạng nè, nó có một cái vết này nè. Sao không có thấy thấu cốt nha. Không có thấy thấu cốt mấy anh chị ơi, giống như một cái vết rạn bên ngoài thôi. Giống như một cái vết rạn bên ngoài thôi. Ngay chân chỗ cái này nè, mấy ngay chân cái này mấy anh chị, cái tay em nè, nó có vẫy một chút xíu, sửa chỗ này vẫy một chút xíu ha. Nó có một đường tóc nhỏ chân này, em tả rất là cụ thể cho mấy anh chị ha. Còn cái nắp nè. Cái nắp này mấy anh chị thấy không? Ngay chân chỗ này có một cái đường. Nó không có dán lại nha, phía sau nó không có, giống như một cái vết tóc ngang vậy đó. Mà phía sau thì em thấy không có thấy, nó không có đứt, không có dán keo gì hết nha mấy anh chị. Cái nắp này lành nè. Em vô luôn cái bình trà con gà này dưới giá là 1.900.000. 1.900.000 cho cái bình trà con gà gốm Sài Gòn. Mã số 7, 1.900.000 là quá thì rẻ luôn. Lúc đó trước là một cái là khoảng 2 triệu, 2.700.000, 2.800.000 gì đó mấy anh chị. Tiếp theo mã số 8 em lên một cái chén. Một cái chén con ngựa tàu cực kỳ đẹp luôn. Quá trời đẹp, cái này nó xuất sắc luôn mấy anh chị, hàng chuẩn cổ nha. Vẽ cây, vẽ cối, vẽ ngựa cái nào cũng đẹp luôn. Mà tiếc một cái là có tình trạng nữa vậy, vẫy chỗ này không có tóc hai đường, tiếc thiệt là tiếc luôn. Đường kính của nó là 12 cm. Em vô luôn cái chén con ngựa tàu này dưới giá là 500 ngàn cho cái chén con ngựa tàu. Mã số 8. Mã số 9 em lên một cái chén hỷ tàu. Đây, mã số 9 leo lên một cái chén hỷ tàu, hàng chuẩn cổ, chôm có chữ luôn, bọc đồng luôn nghe, niền đồng luôn nghe mấy anh chị. Tình trạng thì có khờn nhẹ nhẹ trên miệng nè, nó có khờn mấy điểm trên miệng vậy ha. Cái chén này cũng to à. Cái chén này đường kính là 12.3. Em vô luôn cái chén hỷ tàu miệng bịch đồng này dưới giá là 250 ngàn. Trong đây cũng có hai cái đường tóc mờ nè mấy anh chị. 250 ngàn cho mã số 9. Mã số 10 em lên một cái bát rồng. Bát rồng sáng nha. Đường kính của nó là 13.2. Cái bát rồng sáng này đường kính là 13.2 các anh chị, chôn có chữ luôn. Tình trạng nó có tóc một chút xíu thôi. Tình trạng nó có tóc mờ chút xíu chân cái này mấy anh chị. Lý lị à chút xíu thôi nha mấy anh chị. Em vô luôn cái bát rồng vắt lên cái bát rồng này dưới giá là 400 ngàn cho cái bát rồng sáng mã số 10. Mã số 11 em lên một cái dĩa lông ẩn tàu. Thì những cái dĩa này mấy anh chị biết những lai trước em bán cái lành cũng khoảng 2 triệu 2 triệu tư 2 triệu rưỡi gì đó một cái đó mấy anh chị. Đường kính là 13.5. Nhưng mà cái dĩa này á, thì rất là tiếc luôn. Nhìn rất là đẹp nhưng mà gửi về nó bị gớt nè mấy anh chị ơi. Nó bị bể ra mấy anh chị thấy không? Dán lại. Dán lại nha. Giờ chỉ bán giá đề co cho mấy anh chị thôi. Em vô luôn cái dĩa này. Cái dĩa lông ẩn này cho mấy anh chị dưới giá là 700 ngàn. 700 ngàn cho cái dĩa lông ẩn mã số là 11. Mã số 12 lên một cái ấm lông ẩn siêu phẩm luôn. Cái gì? Đâu? Đây. Mã số này mã số mấy rồi ta? Mã số 12. Em lên một cái ấm lông ẩn tàu. Hàng chuẩn cổ đàng hoàng mấy anh chị. Đây. Rất là đẹp luôn. Lành luôn mấy anh chị ơi, cắm này lành luôn. Chiều cao của nó là khoảng 8.5 cm. Chiều cao là 8.5 cm. Ấm này lành nha, lành hoàn hảo luôn. Đây cái nắp.
ấm này lành nha mấy anh chị. Em giao lưu cái ấm lông ẩn lành này dưới giá là 4.200.000. 4.200.000 cho cấm lông ẩn mã số là 12, mã số 13. Em lơ một cái gì? Mã số 13. Em lơ một cái ấm cảnh tàu. Đây. Cấm cảnh tàu hàng chủng cổ các mấy anh chị. Nắp này nắp zin của nó nha, nắp này nắp zin của nó cơm lê. Chiều cao cũng là 8.5 cm. Tình trạng nè, thấy chăng cái vòi nè mấy chị không? Có một cái vết khờn. Cái vết khờn chỗ này nè, nó bị lát men khờn chỗ này một miếng thôi nghe mấy anh chị. Ngoài ra là không bị gì nữa hết, lành khoảng 99%. Em cho luôn cái ấm trà cảnh này dưới giá là 3.700.000. 3.700.000 cho cái ấm cảnh mã số là 13. Mã số 14, em lên một cái quán tẩy tàu. Cúc dây nha, mini luôn. Cái hàng này mini, hàng này hàng tàu nha mấy anh chị. Đường kính là 18 cm, rất là mini, dễ thương lắm. Em giao lưu cái này hàng tàu chuẩn cổ, cái quán tẩy tàu này với giá là 1.000.000. 1.000.000 cho mã số 14. Mã số 15, em lơi một cái chén lông vấp tàu. Đây, cái này cái chén nha mấy anh chị. Đó, chôn có chữ luôn. Đường kính của nó là 11.5, một bên là 11, có nghĩa là cái chén này nó hơi bị dài về một phía bên đây ha, bị dài về một phía bên đây hết mấy anh chị. Cái chén lông vắt tàu, tình trạng của nó có một đường tóc, một đường tóc ở chân chỗ này nghe mấy anh chị, một đường tóc ở chân chỗ này nè, có dặm sơn lại. Em giao lưu cái chén lông vắt tàu này dưới giá là 450.000. 450.000 cho mã số 15. Mã số 16, em lên một cái hũ C có quai còn men luôn nha, lành đẹp luôn. Chiều cao là 5.5, chiều cao là 5.5, cái hũ này nó có khí khía nè bên chị, thấy không, có khí rất là lạ luôn ha. Em giao lưu cái hũ C này, hàng là hàng chuẩn cổ, hàng vớt các bên chị, hàng là 5-600 năm ha. Em giao lưu cái hũ C vớt này dưới giá là 450.000. 450.000 cho mã số là 16. Mã số 17, mã số 17, em lên một cái dĩa tam hộ tàu. Đây, một cái dĩa tam hộ tàu, đường kính là 14 cm, đường kính là 14 cm. Em giao lưu cái dĩa tam hộ tàu lành này dưới giá là 300.000 cho cái dĩa tam hộ tàu lành, mã số là 17. Mã số 18, tiếp tục em lên một cái nhạo tàu, hàng chuẩn cổ. Cái hàng này em bán cho mấy anh chị đề co nghe, nó bị tình trạng hơi nhiều. Đây, cái nắp của nó có sữa trên cái nắp này, một miếng trên cái nắp hay mấy anh chị, vòi sữa quai sữa luôn nha, vòi sữa quai sữa. Mà tình trạng của nó có bị tóc vòng vòng nè mấy anh chị ơi, em cũng mới thấy dậm sơ vòng vòng nè. Em bán cho mấy anh chị đề co với giá là 800.000 nha. 800.000 cho cái nhạo tàu, mã số là 18. Mấy anh chị ủng hộ em thì liên hệ số điện thoại là 0948851135. Tiếp theo mã số 19, lôi một cái hộp phấn. Mã số 19, lôi cái hộp phấn là hộp đồ gì đó. Hộp phấn này, hộp phấn đồ Nhật nha mấy anh chị. Ở bên trên nó có con chim luôn, bông đắp nổi, bông đắp nổi luôn ha. Nó có tóc một đường chỗ này. Đây, cái hộp phấn. Em giao luôn cái hộp phấn Nhật này dưới giá là 200.000 cho cái hộp phấn Nhật, mã số là 19. Mã số 20, em lên hai cái dĩa cô tiên. Đây, cô tiên mưng bông đào. Phía ngoài là có ba cái bụi bông luôn ha. Dĩa này dĩa Trung Quốc xưa nha. Dĩa này chắc là dĩa đựng cá kho mấy anh chị. Đường kính của nó là 15 cm. Em giao luôn hai cái dĩa cô tiên này dưới giá là 150.000 nha mấy anh chị. 150.000 cho mã số 20. Mã số 21, em lên một cái bình trà Nam Bộ, tức là thượng cầm hạ thú. Tức là thượng cầm hạ thú. Bình này bình trà lái thiêu nha. Nó lành hết mấy anh chị. Rồi, bể gì rồi. Chiều cao là 11 cm, có bởi gì không? Vỗ tôm cá gì nữa hay gì rồi đó. Tình trạng nè, vẫy nhẹ chỗ này thôi mấy anh chị ơi, không đáng kể ha. Em giao luôn cái bình trà tích thượng cầm hạ thú này với giá là 250.000 thôi mấy anh chị. 250.000 cho mã số là 21. Mã số 22. Đây, cho em ké một cái dầm mới này mấy anh chị ơi, tức là lão vọng cho em ké nha. Em mua chung một cái lô đồ, nó có đồ mới.
em thường là em không có bán đồ mới, nhưng mà nó có một hai món là cho bên trời chị cho em ké vô cái ha. Đường kính là gần 15. Những cái này mà người ta bán đồ mới cũng rất là mắc đó bên chị, tại em mua trong cái bộ á, nó có đồ vô hình ra, em bán rẻ luôn á, em bán cái dầm này nè, mình để úp chung úp bình trà uống được bình thường hết mấy anh chị. Với giá là 200 thôi, 200 ngàn dầm, nó dầm mới hả mấy anh chị. 200 ngàn cho cái dầm mã số là 22, mã số 23 em lên 3 cái chung màu. Cái chung nó có đế luôn nè mấy anh chị. Đó, cái chung có đế luôn, cái chung này bự à, chung này mà uống rượu là no nê luôn. 8 cm. Đây, cái chung có đế lái thiêu màu nha. Đó. Đây, ba cái chung lái thiêu màu. Có đế đàng hoàng. Em giao lưu ba cái chung này cho mấy anh chị với giá là 200 thôi mấy anh chị. 200 ngàn cho ba cái chung, mã số là 23. Mã số 24 em lên một cái tô chu đậu. Đây, hàng chu đậu nha. Cái gì? Đường kính là 14 cm, đường kính là 14 cm, bên trong có ám họa, bên ngoài cũng có ám họa luôn nha mấy anh chị. Đây có ám họa hết luôn, vẫy nhẹ một chút xíu thôi. Em giao lưu cái tô bát chu đậu này dưới giá là 300 ngàn cho cái bát chu đậu, mã số là 24. Mã số 25. 6 cái muỗng. Mã số 25 em lên 6 cái muỗng chữ phước. Đây này hàng gì ta? Cái chữ phước nha mấy anh chị. Đường kính là 13, có chiều dài có là 13. 6 cái muỗng chữ phước luôn mấy anh chị ơi. Hàng này hình như là hàng Trung Quốc. Có một cái bị mẻ nha, 5 cái lành tích, một cái bị mẻ. Em giao lưu 6 cái muỗng chữ phước này dưới giá là 200. 200 ngàn cho 6 cái muỗng chữ phước, mã số là 25. Mã số 26 em lên một cái tô con gà. Đây cái tô con gà đẹp quá, gà cái chuối nè. Đây gà cái chuối, con gà cái bông. Đường kính là 17.7 cm. Cái tô này lành luôn. Cái tô con gà này lành hết luôn mấy anh chị ơi. Em bán cho mấy anh chị cái tô này giá 300 thôi. 300 ngàn cho cái tô con gà, mã số là 26. Này cầm dùm. Mã số 27 em lên một cái bộ trà Trung Quốc. Để em đo cái bình. Gồm một bình trà và hai chung nha mấy anh chị. Chiều cao của bình trà này chỉ có 11.5 thôi nha. Gồm một bình trà. Gồm một bình trà và hai cái chung, đồ Trung Quốc xưa nha. Đây cái bình trà dáng rất là đẹp luôn nè mấy anh chị. Cái này mình mua về tỷ tê chăm trà uống được ha, nhưng mà tiếc cái là em còn có, em mua được có hai cái chung mà chắc chủ nhà làm mất hết một bộ vậy đó. Em giao lưu cái bộ trà này với giá là 350 ngàn nha mấy anh chị. 350 ngàn cho cái bộ trà, mã số là 27. Ủa mã số lộn rồi, bộ trà là mã số 27 đúng rồi. Mã số 28 lên 6 cái dĩa bông. Mã số 28 em lên 6 cái dĩa bông, cốt của nó là bán sứ nhưng hàng là hàng Hải Dương nha mấy anh chị. Hàng này là hàng Hải Dương nha. Đường kính của nó là 17.5. Đây quay từ cá cho mấy anh chị coi. Rất là đẹp luôn, mua cái này về bài ăn luôn mấy anh chị ơi, bán rất là rẻ cho mấy anh chị sử dụng nè. Đó, em bán rất là rẻ cho mấy anh chị sử dụng luôn. Ủa này nó hơi bị vên vên nữa. Ờ, có một hai cái nó hơi bị vên mấy anh chị ơi. Em giao lưu 6 cái dĩa Hải Dương này dưới giá là 200 thôi mấy anh chị. 200 ngàn cho 6 cái dĩa, mã số là 28. Mã số 29 đây. Mua được cái nắp tàu bể nè. Nó bị bể làm hai cái mấy anh chị, bán cho mấy anh chị đầy co luôn. Tích người là một đứa bé đang làm cái gì em cũng không biết, đâu phải đứa bé hay là người lớn em cũng không biết luôn. Đây để em đo. Nó có tình trạng nha. Đường kính là 10.5 nha mấy anh chị, nó có tình trạng nha. Nè nó có tình trạng như vậy. Em giao lưu cái nắp này, nắp tàu này dưới giá là 200 thôi mấy anh chị. 200 ngàn cho cái nắp tàu, mã số là 29. Mã số 30. Em lên một cái dĩa lá lọc tàu. Một cái dĩa lá lọc tàu. Đây hàng chuẩn cổ nghe, hàng tàu nghe, con chim đứng ở đầu ngọn cờ. Đường kính là 15 cm. Em giao lưu cái dĩa lá lọc này với giá là 400 ngàn cho cái dĩa lá lọc, mã số là 30. Mã số 31 em lên hai cái dĩa năm 1966.
1966 nha. Những anh chị nào có năm sinh 66 thì mua ủng hộ em nghe, hoặc là có thể mua tặng bạn bè ha. Đường kính của nó là khoảng 19 cm. Đây, cái này nó có mẻ một miếng chỗ này nha mấy anh chị, có mẻ một miếng chỗ này. Thì những cái vết thường thì không tránh khỏi ha, do sử dụng cọ quẹt hay mấy anh chị. Em giao lưu hai cái dĩa năm này với giá là 250.000. 250.000 cho mã số là 31, mã số 32 kiếp nạn 82 luôn. Đây, một khách bơm một lô hàng. Mấy anh chị tin là bơm một lô hàng của em 30 mấy triệu. Em không bán một thời gian rất là lâu rồi, em rất là khỏe luôn. Cái tự nhiên năn nỉ lại rồi bán cho anh đi, anh chuyển khoản cho em cũng đồng ý luôn. Rồi đầu em nhắn tin rồi cái hẹn nay có khách mời, có khách rồi xong rồi nhắn tin không trả lời luôn. Đây em xả ra, em bán ba cái chung này là đã 1 triệu rồi, nhưng mà em bị phong long quá, em xả ba cái chung này luôn 800.000 thôi mấy anh chị. Ba cái chung này nè em xả ra cho mấy anh chị 800.000 thôi. Lâu rồi em không có nói vụ mà khách nữa, nhưng mà hôm nay ức chế nó một cái thôi, mốt em cũng không nói nữa. Đường kính là 6.5, đường kính là 6.5, tại nghỉ bán mấy tháng nay cho anh đó rồi, em khỏe rất là khỏe luôn á. Đây cái này nè, nó có tóc một đường chỗ này nè mấy anh chị thấy không. Lô hàng mà 30 mấy triệu, bỏ cái đó ra luôn đi, bị khách nữa đó. Đây còn cái chung này nó có 7 mấy điểm nè mấy anh chị, 7 mấy điểm bên trong nè. Bên ngoài thì bị ít xịu 2 điểm chỗ này thôi, bên ngoài không có thấy cái chung này sử dụng được. Có chung tóc này thì em không biết sử dụng được hay không. Còn cái chung này hết lành. Còn cái chung này nè mấy anh chị, nó chỉ bị một vết trăng chim nhẹ bên dưới thôi, không có thấu cốt không gì hết trơn nha. Một vết trăng chim rất là nhẹ, nhìn em quay cũng không có thấy được luôn mấy anh chị. Em bán ba cái chung này cho mấy anh chị với giá là 800 thôi. 800.000 cho ba cái chung, mã số là 32, mã số 33. Em lên 10 cái dĩa trúc lâm thác hiền. Cái này dĩa tóc rồi. Đường kính là 19 cm, 10 cái dĩa trúc lâm thất hiền. Cái này nó có một đường tóc, em sẽ đổi cái khác cho mấy anh chị nha. Mời em sẽ đổi một cái khác cho mấy anh chị. Đây cái thứ hai rất là đẹp luôn, đẹp cực kỳ đẹp nè. Đây cái thứ ba. Ôi mấy cái dĩa này giống như chưa sử dụng luôn mấy anh chị, mấy cái dĩa này quá trời đẹp luôn. Để mơi đổi, giờ này đổi gì chứ. Vậy nó bị bên đó. Đây, 10 cái dĩa này không có bên nha mấy anh chị. 10 cái dĩa này không bên mà làm không tóc mẻ gì luôn. Em cho luôn 10 cái dĩa trúc lâm thất hiền này dưới giá là 350.000. 350.000 cho 10 cái dĩa trúc lâm, mã số là 33. Thì mưa nói chuyện giống lớn mà mệt quá trời luôn mấy anh chị. Mã số 34, em lên một cái ấm trà Sài Gòn lái thiêu màu. Trời ơi, cái ấm này cực kỳ đẹp luôn, cargo mà nó lành nữa. Cái nắp của nó nè mấy anh chị, xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn mấy anh chị ơi. Lâu lắm rồi em thấy những cái chỗ khác bán những cái ấm này là triệu, tầm khoảng 1,2 triệu, 1,5 triệu á. Chiều cao là 12, cắm cũng khá lớn nha, chiều cao là 12 nha mấy anh chị. Men đẹp nè, không lỗi lầm gì luôn mấy anh chị ơi, rất là đẹp. Em bán cho mấy anh chị với giá là 800 nha. 800.000 cho cắm Sài Gòn màu, mã số là 34, mã số 35. Lên cái quán tẩy, đây quán tẩy Tảo Ngư nha. Đường kính là 21.5. Cái quán tẩy Tảo Ngư đường kính là 21.5, rất là đẹp. Em vô luôn cái quán tẩy lái thiêu này, dưới lái thiêu màu này dưới giá là 450.000. 450.000 cho mã số 35. Mã số 36, em lên một cái tô bát quái tàu. Đây, một cái tô bát quái tàu. Đường kính của nó là 14.5. Đường kính là 14.5. Hiện giờ thì chưa thấy lỗi lầm gì. À, đây nó vẫy chỗ này chút xíu nè. Có sửa chỗ này chút xíu nè mấy anh chị. Nó vẫy mấy điểm nhỏ bên dưới thôi, không có đường tóc nha. Còn cái này là cái vết lỗi lò thôi mấy anh chị ơi. Tô bắt quái tàu em giao luôn với giá là 400.000 cho cái tô bắt quái tàu, mã số là 36. Mã số 37, em lên một cái tô Nhật. Đây bên dưới để là da banh nha, da banh. Cái tô Nhật tích là tô Đông Pha nha mấy anh chị, cái tích là tô Đông Pha, phía sau có bài thơ luôn.
rất là đẹp. Đường kính là 16, đường kính là 16 cm, tròn đẹp lành tích luôn. Là hồi chiều em mua cái này về em cui thùng đó là ba ông nói á, là ngày xưa ông mua cái tô này chơi mà hiện giờ cái tô của ông, tại vì ba em hổng không có bán đồ mấy anh chị, là ông mua rồi ông để trong tủ ông chơi không à, một số đồ chơi vậy đó, là hiện giờ cái tô đó vẫn còn nằm trong tủ của nhà em luôn. Là thời điểm đó ông mua cái tô này là 1,2 triệu, ông nói đúng mua cái tô này là 1,2 triệu luôn đó. Nhưng mà em mua được cái giá hời em sẽ bán cho mấy anh chị với cái giá hời, cái đó là không, hoàn toàn không nói dốc mấy anh chị nghe, nó dốc mất lọc thôi chứ không được làm được gì hết. Thành ra là cái đó là em nói thật. Còn cái này em bán cho mấy anh chị với giá là 600, do em mua rẻ em sẽ bán rẻ ha. Nếu mẹ mua 1 triệu em giảm bán 1,1 triệu, nhưng mà tại cái này em mua rẻ em sẽ bán cho mấy anh chị với giá là 600.000 nha. 600.000 cho mã số là 37. Mã số 38 là một cái tô vạn ninh màu, hôm nay đồ về hơi nhiều, thành ra là em quay mã hơi nhiều hết mấy anh chị. 38 mã rồi, đường kính cũng là 16 cm luôn mấy anh chị ơi. Cái tô vạn ninh này cực kỳ đẹp luôn, lành hết trơn luôn, quá trời đẹp cái tô vạn ninh màu. Em giao luôn cái tô vạn ninh màu này dưới giá là 350.000, 350.000 cho mã số là 38. Bên lên tôi xin dịch cho. Mấy anh chị ủng hộ em thì liên hệ số điện thoại là 0948851135. Đơn 500.000 em sẽ bao ship, đơn dưới 500.000 em không bao ship. Đặc biệt khách hàng mới là cọc 200.000 em mới cho hàng đi nha mấy anh chị. Em sẽ dồn hàng cho mấy anh chị đến cuối tuần hết đó, tầm em bán khoảng chủ nhật. Nếu có gắn mà có rảnh thì em sẽ bán xong cái ngày thứ hai. Tại ngày thứ ba là em mất đi công việc đó mấy anh chị. Em cũng chưa có biết ngày nào em sẽ bán lại. Khi nào em bán lại em sẽ thông báo qua Zalo cho mấy anh chị. Hoặc khi mà em lên clip em sẽ gửi link cho mấy anh chị nha. Cảm ơn mấy anh chị ủng hộ rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.